Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là con tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mãi xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng. Ở đây các bạn nhìn thấy này, đó là hai cặp JBL MRX515. Những cặp này đều sử dụng bát 40. Đây là hai cặp này là đều là model MRX515 sử dụng bát 40. Thì các bạn thấy cái số 15 ở đây này, đây là 15 inch, bát 15 inch có nghĩa là bát 40. Và dòng này các bạn thấy rồi, toàn bộ của thân của nó là sơn sần. Đấy. Design made in USA. Đấy, được thiết kế tại Mỹ và các bạn thấy là bát 40 nhé. Những cặp này thì trên thị trường hiện nay anh em cũng bán loanh quanh 26-27 và tôi để cho các bạn giá 27 triệu đồng một cặp. 27 triệu đồng mua được một cặp MRX515 bát 40, hàng xịn sò thì có lẽ các bạn thấy là cái giá nó đã quá hợp lý để chúng ta có thể dễ dàng sở hữu một trong những cái siêu phẩm ở cái phân khúc này. Đấy, tiếng thì đánh chắc chắn là rất là uy lực và các bạn thấy rất nhiều anh em cũng đang có cái dòng sản phẩm này để bán. Ở đây thì các bạn thấy này, có lẽ nói về những cái dòng JBL 115 ấy, thì người ta ấn tượng ngay đó là cái chất âm của nó rất là mềm nhưng mà nó lại hướng đến cái sự chính xác. Ở đây các bạn thấy đó là hai cặp JBL 115, hai dòng này đều là sử dụng bát 40, các bạn nhớ lắm nhé, đó là 115 sử dụng bát 40 và toàn thân bọc nỉ với tình trạng rất là cáu cạnh, còn nguyên bụi mà dù là tôi chưa lau dọn chưa vệ sinh đâu và tôi đã kiểm tra qua rồi thì tình trạng rất là cáu cạnh. Và các bạn thấy là toàn thân bọc nỉ nó có cái lợi là trong gia đình chúng ta nếu như giải thảm như thế này này, rồi chúng ta ngồi sofa bày những cái cặp loa này nó rất là hợp, nó ăn khớp vào với nhau. Và khi các bạn thấy là dùng theo thời gian thì cái bụi bặm ấy nó bắt bụi và nó không gây ra cái hiện tượng chúng ta nhìn thấy như bụi bắt ở trên những cái đồ vật trong gia đình khó chịu. Cái bọc nỉ nó tạo ra cái sự sang trọng như vậy. Và những cái cặp này thì có giá là 15 triệu đồng với tình trạng đẹp mỹ mãn và tôi sẽ quay lòng phèo sau để các bạn được biết nếu như các bạn có nhu cầu và các bạn có thể đề nghị chúng tôi chụp ảnh gửi lòng phèo nếu như các bạn có nhu cầu mua sắm. Tôi nhắc lại đó là JBL 115 bát 40 có mức giá là 15 triệu đồng một cặp. Ở đây thì các bạn nhìn thấy này, cái form này bọc simili, đấy toàn thân bọc simili thì cặp này là cặp 825. Cặp 825 này sử dụng một bát 40, tuyến loa đều tăm tắp. Đấy, các bạn nhìn thấy nó còn nguyên cả cái tem ở đấy. Có nghĩa là các bạn thấy cái tình trạng nó được bảo quản rất là tốt. Thì cặp JBL 825 này tôi bán mức giá 23 triệu 500 ngàn đồng. Tôi nhắc lại là 23 triệu 500 ngàn đồng, giá cũng rất là phù hợp. Đó là JBL 825. Thì các bạn thấy đây là những dòng toàn thân nó bọc simili. Bọc simili thì các bạn thấy khi chúng ta cầm mà nó có cái sự chắc chắn nhất định. Và những cái dòng này thì nó thiên về âm thanh chính xác. Đối với cái thằng 115 này và thằng 825 này thì nó thiên về cái âm thanh và cái độ chính xác là chính. Đấy, các bạn thấy là tiếng bát đấy là mềm chép dịu rồi nhưng nó thiên độ chính xác. Còn những cái thằng 515 này này thì nó lại thiên về cái sự ảo diệu, tiếng nó rất là mềm trầm và nó hướng về cái sự nịnh tai. Thế thì trong quá trình hát, những người hát tốt thì bao giờ cũng thích cái sự chính xác, nhưng những người mà hát phong trào bình bình thì chúng ta lại thích âm thanh nó ảo diệu, nó nịnh tai tí, hát lên nghe mình không hát không hay lắm nhưng hát lên đấy thấy có vẻ hay. Đại khái kiểu như vậy thì những dòng loa đời mới bây giờ nó cũng đi theo cái xu hướng đó, đây là tiếng nịnh tai. Bên này thì có một cái điều thú vị, các bạn nhìn thấy rất nhiều người thì cũng nói với tôi rồi, tại sao những cái dòng loa Bose thì thường thường là dùng để nghe và hát, ví dụ như Bose 301 Series 3, 601 Series 3, 501 Series 4 vân vân. Thì các bạn thấy đó là cái tính năng 2 trong 1 lưỡng tính, nhưng Bose cũng sản xuất những cặp loa để chuyên nghe nhạc thôi, không dây dưa đến hát hò. Thì các bạn nhìn thấy đây là mẫu cao cấp lắm, có lẽ mẫu loa nghe nhạc hay nhất của thằng Bose rồi. Đó là Bose 464. Toàn thân nó là da báo các bạn nhé, tôi để thân nó sát vào tường đây này. Xin lỗi các bạn là ở bên sườn này là cái họa tiết ở toàn thân dọc này này, cái miếng này này thì nó là da báo và cái mặt trong này này thì toàn bộ là da báo này. Đấy, sơn da báo. Đấy, ở phía trên nó bóng piano rất là sang trọng. Cặp này thì là cái cặp nghe nhạc chuyên nghiệp và phân tần của nó lớn như quyển sách ấy. Đấy, lỗ thông hơi nó thiết kế theo cái khe dọc ở hai bên đó, cái phong cách của Bose. Cặp này các bạn nhìn thấy rồi, như vậy là nó có 3 đường tiếng, một loa bass ở đây. Đấy. Và các bạn nhìn thấy tiếp tục ở đây này, hai loa chung và một loa chép. Ở đây các bạn nhìn thấy nó có một cái công nghệ mà nó khoe với chúng ta. Đấy, nó khoe với chúng ta. Đấy. Tôi tiếng Anh thì tôi không đọc được rõ lắm nhưng nó là tôi hiểu đây là ma trận cộng hưởng. Đấy, ma trận cộng hưởng. Đấy, cái tiếng dòng nhỏ nhỏ này này. Thì các bạn thấy là cái thằng Bose ấy bao giờ nó cũng áp dụng một là công nghệ tái tạo âm thanh nổi, đó là công nghệ Everywhere Citadel, nghĩa là hiệu ứng âm thanh nổi tràn khắp mọi nơi. Thứ nữa là nó sử dụng cái công nghệ ma trận âm học, thì ở đây các bạn thấy nó khoe cụ thể hơn, đó là cái công nghệ
cộng hưởng ma trận. Đấy, cho âm thanh cực kỳ sống động và sắc nét, âm thanh nó len lỏi khắp mọi nơi. Các bạn thấy cặp này thì trước đây tôi bán rất là nhiều, và cặp này các bạn có thể sử dụng những chiếc âm ly kiểu đền nông 1500, các dòng đền nông 2000, những chiếc âm ly của cover kiểu như là 1090 vân vân, đánh vào thì các bạn sẽ thấy âm thanh của nó mê hoặc lòng người lắm. Thằng này tiếng của nó cực kỳ trong trẻo, nó có khả năng kháng nhiễu tuyệt vời. Cặp này nó cũng rất là nặng, chân đế rất là xịn sò. Cặp Bốt 464 này có mức giá là 35 triệu đồng. Đấy, các bạn thấy đây là một trong những mẫu loa nghe nhạc chuyên nghiệp. Mẫu loa nào mà đã nghe nhạc chuyên nghiệp của thằng Bốt ấy, thì nghe nó say đắm lòng người lắm. Đấy, các bạn thấy âm thanh nó quyến rũ và nó có cái độ lan tỏa, cái góc tỏa của sóng âm của nó lớn lắm. Mình đứng ở bên sườn ấy, nhưng mà cảm giác loa nó đang dội trực diện vào mình. Đấy, đó là Bốt 464 các bạn nhé, với tình trạng cáu cạnh chỉ thiếu cái thùng xốp thôi, giá 35 triệu đồng. Thế thì đối với các dòng đẩy thì trên thị trường nay cũng có nhiều cái dòng đẩy lắm, đặc biệt là những thằng JB mà cũng như những cái dòng loa full ấy, khi tôi đánh bằng các đẩy của CAVS thì bình dân lắm, giá cái 8 triệu 10 triệu một chiếc. Thế âm thanh của nó đã quyến rũ lắm rồi. Nhưng nhiều người lại thích crowd, thì các bạn nhìn thấy ở đây tôi có hai con đẩy crowd bãi của Mỹ xịn sò, đó là đẩy crowd 1200. Đấy, các bạn thấy đẩy crowd 1200 công suất 1200W các bạn nhé. Đánh vào những dòng loa full 4 tấc 5 tấc các bạn sẽ phải ngỡ ngàng vì cái độ êm ái. Thằng crowd đánh vào Bốt như thế, đánh vào JB như thế, đánh vào các dòng loa full nói chung thế, nó sẽ cho cái tiếng một là sạch sẽ này, thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy âm thanh của nó mềm mại và nó quyến rũ lắm. Đó là lý do tại sao rất nhiều người thích dùng đẩy crowd để đánh JB, nó cho cái tiếng rất là quyến rũ. Mà bản chất crowd này này, đẩy crowd và loa JB thì nó là sản phẩm của tập đoàn Hackman, nó đều một thằng bố đẻ ra thôi, một nhà sinh ra thôi. Đấy, sinh ra đẩy crowd và sinh ra loa JB, tập đoàn Hackman sản xuất tất. Và đó là lý do các bạn thấy rất nhiều người muốn chơi theo cái kiểu như vậy. Và các bạn ghép thêm vang số hay vang cơ thì tùy các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là mỗi một chiếc đẩy crowd này tôi đã nói sơ qua về cái công suất là 1200W, và mỗi một chiếc đẩy crowd 1200 này có mức giá là 12 triệu đồng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lầm lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi, xin đừng toan tính thiện hơn. Đời như hoang mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng buồn, chẳng nỗi tiếc buồn phiền, truyền thế sự nơi chân thế.